Rồi ở đây mình quay nha cho các bạn xem nè các bạn. Mình đi vô nhà, mình thấy nó chưa đẻ, mình thấy là nó đau bụng mà chiều tới giờ nó chưa đẻ, mình đi vô. Bây giờ mình đi ra mình thấy nó hai con các bạn. Bụng nó thì cũng tương đối to hơn con hồi lúc chưa tí xíu các bạn. Nhưng mà nó đẻ con là con nhỏ hơn. Con nhỏ hơn là mừng nha các bạn, con nhỏ hơn là nhiều con nha các bạn. Là cái bụng này á, ví dụ như đẻ như cái con mới vừa rồi á là mình đón tầm 10 đến 11 con. Nếu mà đẻ như con này thì nó rơi vào tầm 12, 14 con là bình thường. 12 con đến 14 con. Mình đoán là khoảng 14 con luôn các bạn. Bây giờ đẻ được 2 con rồi. Mà con rất là bé nhỏ luôn. Rồi các bạn chờ hết clip xem mình nói có đúng hay không nha. Nó đau bụng hồi từ lúc 3 giờ tới giờ. Bây giờ là khoảng gần 7 giờ tối rồi. Nó muốn gặn nữa rồi đó. Để mình đưa hai con này vô sọt trước đi. Buổi tối hôm nay thì mình tiếp tục đỡ đẻ thêm một con nữa nè các bạn. Mình ra mình phát hiện là nó đẻ hai con rồi, là con heo này mình khẳng định á là nó đẻ rất là nhanh luôn, tại vì nó đẻ con nhỏ nha. Bây giờ các bạn cùng đón xem với mình hết clip là con heo này nó đẻ được bao nhiêu con nha. Lúc chiều á là mình nhìn mình đón chỉ nó là khoảng chừng 10 12 con thôi, chắc khoảng 12 con thôi. Mà con này mình nghĩ là khoảng 14 con là được luôn các bạn. Đây các bạn cùng theo dõi với mình hết clip này nha. Rồi nè các bạn, mình vừa lấy dây để mình buộc cuốn mấy con này, nó đẻ ra một con nữa kìa. Hiện tại là ba con rồi nè các bạn. Rồi để lau chùi nhanh nhanh đi rồi để cập nhật cho các bạn xem thêm để thôi nó đẻ nữa à. Con này đẻ con nhỏ là đẻ nhanh đó các bạn ơi. Rồi các bạn ơi, mới vừa buộc cuốn xong ba con, chưa kịp cắt nữa đẻ ra hai con nữa rồi. Cái con này là bé tí luôn nè. Còn cái con đó là đỡ đỡ các bạn, năm con rồi các bạn ơi. Bụng nó còn đội nhiều lắm, con này đẻ nhanh á. Nãy giờ chắc mình đón khoảng chừng 10 phút thôi mà nó ra 5 con rồi nè. Đây quay một vòng sơ qua cái bầy hồi lúc chưa nó đẻ cho các bạn xem nè. Bầy này 7 con nha. Cái bầy này đẻ khoảng 3 giờ, 3 rưỡi giờ, 3 rưỡi hoặc 4 giờ là xong rồi nè. Rồi tới bây giờ là 7 giờ mấy rồi, là tới con này. Rồi tiếp tục con thứ 6 ra nè các bạn. Con thứ 6 này là cũng vừa vừa nha, cũng không bự lắm. Có một con thứ 5 nãy á là nó to hơn con thứ 6 này. Đây trong đây chỉ có một con to thôi. Cái con này to nè, nhìn nhìn á thì chắc nó cũng to hơn con này tí xíu thôi. Rồi hiện tại là 6 con các bạn ơi. Một tí nữa mình cập nhật tình hình cho các bạn xem thêm nha. Để mình kiếm đèn mình tăng thêm ánh sáng để cho các bạn nhìn rõ hơn. Rồi heo mình tiếp tục ra con thứ 7 nè các bạn ơi. 7 con rồi các bạn. Heo này đẻ nha, rất là nhanh luôn, đẻ hột hột luôn. Rồi để mình lau chùi con thứ 7 này đi. Chắc cái này có 9 con, 10 con mình sẽ thả ra cho nó bú. Rồi mấy con đẻ sau thì mình cho nó bú sau nha. Giống như những cái clip mà trước với các bạn. Con nào nhiều sữa thì mình sẽ cho nó bú trước. Còn những con sữa bình thường thì mình sẽ cho nó bú. Đẻ sơ qua một lượt 8-9 con đi, mình sẽ cho nó bú. Rồi tớp sau cho nó bú sau, chia làm 2 tớp. Rồi để mình đưa con này vô, rồi tiếp tục mình sẽ cập nhật cho các bạn xem thêm nha. Bụng nó nè các bạn, vẫn còn đội 7 con rồi, vẫn ok nha các bạn. 14 con là khả năng sẽ có thể xảy ra nha các bạn. Heo 3 máu nha. Ủa con này, con đó là 4 máu các bạn ơi. Còn con 3 máu nè, con 3 máu là con mẹ nó nè. Con mẹ nó tới ngày 27 sẽ sanh nè. Đó các bạn nhìn thấy bụng con mẹ nó không? Bự hơn nó luôn. Rồi quay trở lại với cái con này nha các bạn ơi. Mình cập nhật một tí nữa thì nó đẻ tiếp, mình quay cho các bạn xem thêm tham khảo nha. Rồi tiếp tục con thứ 8 ra nè các bạn, ra nè, đó. Rồi thứ 8 là một con bò các bạn ơi, đen thui luôn. Rồi để mình lau chùi con bò này, nhìn kìa kìa, giống như con chó con vậy các bạn. Để mình lau chùi con này quay tiếp cho các bạn xem nha. Đây con bò thứ 8 nè các bạn, mình cho nó vô chung với đàn nó nha. Hiện tại là trong đây là 8 con rồi. Con nái này mình cho ăn cũng nhiều lắm đó, mà nó đẻ con có tí xíu à. Mình nói 14 con chứ thật sự nhiều khi nó đẻ hơn 14 con đó các bạn. Bây giờ 8 con rồi mà cái bụng nó vẫn còn đội nè. Các bạn nhìn thấy không? Bụng nó đội một vùng luôn nè. Con này là 4 máu nha các bạn ơi. Mình dự định là heo của mình 5 con đẻ tháng này á thì khoảng chừng 45 con thôi, mà theo tình hình này là chắc có thể là 5 con đẻ khoảng khoảng 60 con. Heo mình thấy nó chuẩn bị gặn nữa rồi các bạn ơi, chuẩn bị ra con thứ 9 rồi. Nãy giờ tính từ mà lúc mình phát hiện hai con ra đầu tiên tới giờ các bạn là 32 phút. Tổng cộng là nó được 8 con nha. 32 phút. Là nãy giờ cái bầy này là chưa tới 40 phút đâu. Tại vì trước khi 30 phút đó mình đã ra rồi.
trước khi 35 phút mà mình đã ra coi rồi, rồi mình vô mình nói chuyện điện thoại, rồi bắt đầu là mình đi dài dài ra đây là mình phát hiện nó ra luôn rồi đó. Rồi các bạn chờ con thứ 9 nha. Rồi con thứ 9 ra nè các bạn. Mình vừa kéo mình làm cái sọt lại để cho những con này nó gom gom lại đó, nó đứng được trên dẻ. Quay ra làm cái hụt cái dễ cho các bạn luôn. Phải quay qua sớm tầm chừng 15 giây là ok các bạn. Rồi hiện tại là heo mình được con thứ 9 nha. Bụng vẫn còn to. Tiếp tục ra con thứ 10 các bạn ơi. Rồi quá trời nhỏ luôn rồi. Rồi để mình lau chùi con thứ 10 này. Nó muốn ngợp rồi, nó ngạt rồi. Đây em bé thứ 10 nè các bạn. Cho nó vô sọt nha. 10 con rồi, bé tí tí không à. Vô ngồi lúc nhóc hết. Rồi chờ tiếp con 11 các bạn ơi. Bụng vẫn còn đội. Cũng còn nhiều đó các bạn. Nó đội chỗ này nè. Ở trên này nó còn đội nữa nè. Cục trên này nữa nè. Mà chuẩn bị gặn nữa rồi nè. Chờ con thứ 11 luôn nha các bạn. Rồi tiếp theo là con thứ 11 nè các bạn. Đẻ rất là nhanh luôn các bạn ơi. Nãy giờ mới 47 phút thôi, 11 con rồi. Con này đẻ chắc khoảng chừng tiếng rưỡi đổ lại là xong rồi các bạn. Để coi có gặn tiếp không, rùng mình rồi, có gặn tiếp không hay là đứng dậy chở bề đây. Các bạn thấy không, còn đội lắm, 11 con rồi, con này chắc 15-16 con là chắc khỏe luôn các bạn ơi. Bụng nhỏ nhưng mà đẻ con nhỏ thì đẻ con được nhiều nha. Mấy con bên đây nè, thức dậy ăn chập hai rồi nè. Đây cái bầy hồi lúc trưa nè các bạn được 7 con thôi, bù qua con này chắc có thể là mình bắt con những con đầu đàn á, chiều mai á là mình bắt qua đây để cho con này nuôi tiếp. Con này nuôi có 7 con thôi, con bên đó nuôi mười mấy con thì nhiều quá các bạn. Mới ban đầu á là mình dự định là bắt cái đàn này nè, đàn là 14 con mà đẻ hai con rồi, là dự định là bắt vài con, hai con qua cho con 7 con nó nuôi, mà bây giờ chắc đàn này để vậy luôn rồi bắt cái đàn mới đẻ qua đây, tại vì đàn mới đẻ là nhiều con quá mà nó ít sữa, còn 7 con này nó nhiều sữa lắm đó. Các bạn thấy không, hồi chiều giờ mà cái bẹ sữa đó nè, 7 con này bú dễ gì hết sữa đó. Đây gùng mình gặn tiếp nè. Rồi tiếp tục nó gặn con thứ 12 ra luôn nè các bạn ơi. Con thứ 12 mình thấy cái giò nó đẩy đẩy ở đây rồi, gần tới rồi các bạn ơi. Để đợi con 12 ra luôn nha. Con thứ 12 các bạn ơi, 12 là một con bò đen nữa các bạn ơi, heo mà gọi là bò đen luôn các bạn. Đây là con thứ 12 nha. Con này thì nhỏ hơn con thứ 5 với con thứ 6 hồi nãy. Rồi để mình lau chùi nó, mình đưa nó vô sọt nha các bạn. Rồi heo mình nãy giờ nó đẻ được khoảng 55 phút mà được 12 con các bạn. Bây giờ mình sẽ thả 12 con ra cho nó bú trước nha. Còn những con nào mà nó đẻ sau các bạn thì mình sẽ cho nó bú sau. Con này thì có khả năng là 15-17 con là khả năng là được nha các bạn. Mình thấy nó còn đội lắm các bạn, 12 con rồi nha. Rồi ở đây nè các bạn, heo mình vừa ra con thứ 13 mà nó bị ngợp rồi các bạn ơi. Con thứ 13 bị ngợp rồi con bò nha. Ngợp nãy giờ chắc cũng lâu rồi. Heo mình đẻ nhanh mà không biết sao con này nó ngợp, không biết là nó có chết trước hay không nữa các bạn. Rồi heo mình tiếp tục ra con thứ 14 các bạn ơi. Các bạn nhìn kỹ nè, nó gặn một cái nữa là con thứ 14 ra nha. Ra nè, 1, 2, 3, gặn đi. Ra nè, con thứ 14 nha. Nãy giờ là mình đã chích 3 xe oxytocin rồi. Nãy giờ khoảng 7 phút rồi. Bây giờ bắt đầu là nó gặn nè các bạn. Rồi con thứ 14 nha. Rồi để mình lau chùi con thứ 14 này rồi mình sẽ quay tiếp cập nhật cho các bạn xem. Ở đây có ba con này á, nó giành không lại, mình bỏ nó vô luôn. Có con bự này nó không chịu bú, đem vô luôn. 14 con các bạn, con thứ 13 là ngợp nha các bạn. Rồi đây là con thứ 14 nè, mình cho vô sọt giữ ấm nha. Rồi mình kiểm heo lại nha các bạn. 1, 2, 3, 4. Ở ngoài này mình kiểm xem là phải 9 con hay không nha. Mình kiểm nha. 1, 2 nè, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 con. Với một con ngọt là 14 con rồi các bạn ơi.
Rồi một tí nữa mình sẽ cập nhật tình hình cho các bạn xem thêm. Tại mình chết oxytocin rồi, con đó ra là khoảng chừng vài phút nữa là sẽ theo ra nữa nha các bạn. Nó vẫn còn đội nha. Đó, còn nhô một cục luôn các bạn thấy chưa? Thấy cái bụng đó chưa? Rồi heo của mình vừa mới ra con 15 nè các bạn. Mấy con này á, thì nó đã bú được rồi nè. Đây con 15 dính dây gúng trong mẹ nó luôn nè. Bây giờ mình sẽ lau chùi con 15 này bỏ vô chung với 4 con này. Là một tí nữa là những con xanh sao là mình sẽ cho nó bú một cử sao nha, cử riêng. Còn mấy con này mới mốt con này nó bú xong rồi đó. Tí nữa là nhốt lại cho mấy con sao bú. Mình cập nhật đàn heo của mình nó bú cho các bạn xem nè. Hiện tại là 9 con ở ngoài này á là nó đã bú gần no rồi. Bây giờ thì mình sẽ nhốt 9 con này lại nha. Mình sẽ để 5 con này ra cho nó bú sao nha các bạn. Rồi mình bắt 5 con này ra đi. Rồi bắt 9 con nó nhốt vô sọt lại. Khi nào mà 5 con này nó bú no đi rồi mình thả nó ra. Rồi mình cho nó giành bú. Rồi bắt đầu là mình sẽ phân chia ra hai cử các bạn. Rồi mình để cho nó giành bú riêng nha. Khả năng là chiều mai là mình sẽ bắt những con đầu đàn này nè qua nhốt chung với cái bầy 7 con nè các bạn, để cho con này nó nuôi tiếp hộ 2-3 con nha. Tại con này nó quá trời nhiều sữa đi. Rồi một tí nữa thì nó đẻ thêm á, thì mình sẽ cập nhật tình hình cho các bạn xem thêm nha. 15 con ngọc 1 còn 14 nha các bạn. Bây giờ hiện tại là 12 giờ nè các bạn, 11 giờ 53 rồi, như 12 giờ rồi. Thì đàn heo của mình nó đẻ được 15 con mà nó ngọt 1 con và nó yếu 1 con. Bây giờ nó hao luôn các bạn ơi. Mình để qua đây mình giữ ấm cho nó hao luôn rồi nè nha các bạn. Cái này là 7 con vẫn còn nguyên nha. 7 con này bên cân trắng nha, con đó là con trắng bò. Còn hiện tại ở đây là nó bú 13 con. Đàn heo của mình sanh xong rồi đó các bạn. Rồi các bạn thấy clip của mình hay á, thì các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Mình cảm ơn các bạn. Cập nhật tình hình cho các bạn. Hồi hôm là con heo mình khoảng 11 giờ là nó đẻ xong các bạn. Nó ra nhau rồi hết nha. Đàn của mình là 15 con, ngọp 1 con. Không phải là ngọp nữa nhưng mà có con nó cứng, nó chết từ 1-2 ngày trước rồi chứ không phải là mới ra đâu. Rồi yếu 1 con. Bây giờ là còn 13 con. 13 con mà ở đây là mình cho nó 10 con. Mình bắt qua đây cho nó nuôi hộ 3 con các bạn. 3 con này nè, mới hồi điểm hôm tới giờ mà bây giờ nó biết mẹ nó rồi, nó không bú con này luôn đó. Nó nhưng mà mình nhốt vậy đi, tí nó đói nó cũng vẫn lại nó bú bình thường nha các bạn. Con này 7 con là dư sữa luôn. Rồi cái đàn này bú no gom cục ngủ nè, sáng bữa nay cúp điện các bạn ơi. Nè các bạn, trường hợp mà mình nói đè là trường hợp vậy nè, con mẹ nó nằm vậy đó. Rồi mấy con này nó ngủ mê quá, con mẹ nó lật ngang các bạn. Trường hợp vậy đó. Rồi mình chúc các bạn chăn nuôi được thành công nha.